Thí sinh kế tiếp, thí sinh Thoại Mỹ. Thoại Mỹ em. Gì vậy? Sao khóc? Bạn ủa? Nhỏ ơi. Chú cho cô diễn đi chú, diễn rồi giới thiệu được không? Ờ. Diễn liền, diễn, diễn. Rồi vô 2 3 Huy. Thôi. Diễn. Thôi. Bạn diễn chưa? Phan chú ơi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Hay, buồn quá, đi bắt ba khí chơi mới được. Ý, bắt được một con ba khí á. Ây da, bỏ túi chiều mà muối cho anh xình ăn mới được. Mình đừng lo lắng nó chui xuống hàng, mình đừng lo lắng nó chui xuống hàng. Mày hả con? Ê, con ba khí á. Mày chui qua đi dễ thôi á, mày chổng đi. Cái tao bệnh mày hang mày lại á, cho mày ngọt thở mày chết á. Gọi tao thọt tay mày bắt mày như thế à. Thế à, mất quán là con. Chú Thành ơi, bị con ba khía kẹp anh nè, đau à, chú gỡ giùm con đi. Đau à, ước gì có chú Cương Dừa đây là chú Cương Dừa gỡ con ba khía ra giùm con này đó. Chú Cương Dừa, chú đen đâu vậy? Ghê gỡ con ba khía giùm con đi. Chú quay biến chứ đừng có quay nữa. Hết thời gian rồi. Ôi, bà diễn quá mà. Return. Nào, mình gạt bỏ cảm giác bi lụy đi nha. Dạ. Mình qua bên hề hước nha, vui vẻ nha. Con ổn không? Có người nói chuyện giao lưu không? Cho mấy chú cái được không? Được. Mà sao khóc Quang? Sao khóc dữ gì con? Không có gì. Hạnh phúc quá à. Lần đầu tiên con được đứng đây là con không ngờ được vô vòng này luôn á. Chú cũng không ngờ. Rồi mời anh Trấn Thành Trường Giang à. Trời sao khóc trời trời. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Hồi nãy ra khóc là để chuẩn bị tâm lý rồi. Không ạ, con có muốn định lẻn nên đây có không biết gì vậy hả? À con gặp mấy chú rồi con vui rồi, con hâm ở. Con có 4 kịch bản nhưng mà lên đây con biết diễn gì, gặp mấy chú là vui. Lên đây chú gặp mấy chú thôi. Thôi chú Giang ơi, thay đại diện được rồi. Bậy, ôm con, phải ôm chứ. Nói đi, tại sao lên đây? Con muốn gặp mấy chú là tại dưới con nhà Cà Mau đó á, coi mấy chú ở tivi à. Con hâm mộ, con ước gì gặp nghệ sĩ lần đầu tiên có được gặp. Thường biết gặp rồi. Xúc động quá đúng không? Nè, chú nói con nghe nè, mấy chú rất là mấy chú rất là cảm ơn con. Vì sao? Tại vì cảm ơn con là yêu thương mấy chú, hiểu không? Bây giờ lên ôm chú Huy cái. Nghe con. Đúng rồi. Người nên... ta thích cái gu nào rồi đó. Đúng rồi. Cái gu đó. Nó vừa cái tầm. Cái xem sai. Tại cái mặt gục vô. Đúng rồi. Vô biến độ. Cái mép này nè. Đó. Vừa. Hai mảnh ghép. Rồi. Mình trời ơi. Rồi đừng khóc nữa xúc nha. Xúc động quá. Ôi đâu khóc. Hôn cái đi. Nhắm mồm. Ừ. Rồi. Chảy máu sao chảy máu? Cho nó kẹp nó. Nó kẹp trong chảy máu trong trái mặt tôi vậy hả? Không có. Chàng như gió bay. Chẳng những gió bay đến bên em.
nột con bé như vậy. Bây giờ lỡ gặp rồi lâu lâu mới gặp được một lần đúng không? Ôm chú Huy cái luôn. Bé ơi. Hả? Sao? Xuống cho cháu, cháu đó ôm cái. Ở dưới nằm căng. Nằm căng đây xa lắm. À, thôi không sao cả, mình sẽ giúp bạn. À, thật ra mà nói thì cái vấn đề này lần đầu tiên gặp chú Giang với lại chú Thành đúng không? Ừ, hiểu mà, mình ôm làm một cái nữa để một lát. Huy nghe nói nè, tại vì Huy sống ở thành phố, Huy không hiểu những người ở dưới đúng quê rồi. Đâu. Mà để mà gặp được một người mình hâm mộ á là cái điều vô cùng khó, cả cuộc đời chắc gì gặp lại, mà gặp là phải ôm cái sao tránh ai ôm liền, ôm liền. Đúng không? Hết rung chưa? Gẫm vú rồi con mừng lắm. Đúng rồi, tại vì dưới quê nó xa xôi. Đúng nhiều rồi. Khi cả đời mình chưa có một lần thứ hai để gặp con lại nữa chị, dễ gì mà gặp chú của Huy một lần nữa đúng không con? Ôm cháu được cái đi Huy. Con muốn không muốn đi dưới đâu, không muốn về. Vậy theo chú Huy về nhà ở đi. Về nhà chú Huy. Nhà chú Huy nhiều phòng lắm. Có, nhà có phòng đầy đủ hết. Không, mà mở. Thường chết Con biết lên đây là con rớt rồi đó, con biết trước rồi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là mình đậu hay rớt, mà mình được gặp những người mình yêu thương, mà mình rất được ôm. Rất là hạnh phúc mà. Đi ra đây chú. Dầu ăn Mezzan Gold mới.